Có nhiều anh khách hàng alo cho Dũng: Dũng ơi, anh muốn kiếm cái xe hai cầu, xe đi công trường, nhưng mà đặc biệt phải là xe giá rẻ nha em. Thì trước khi tôi trả lời thì Ford đã có câu trả lời cho tôi luôn rồi. Tại vì Ford đang tạo ra một dạng sản phẩm cho Ranger này tới 9 dòng sản phẩm phù hợp với nhiều loại đối tượng khác nhau. Đây là cái xe Ranger XL 2 cầu, ga cầu bằng điện luôn nha các bạn. Nó sử dụng động cơ 2.2, nó cho ra công suất là 160 mã lực kết hợp với cùng hộp số 6 cấp. Một con xe rất là khỏe, đặc biệt cái giá của nó là cực kỳ yêu thương luôn. Nó chỉ có 616 triệu thôi cho một con xe Ranger 2 cầu như vậy. Đây các bạn thấy, nó vẫn mang dáng dấp của một chiếc xe bán tải Ranger chứ danh. Các bạn thấy phần đầu xe nó vẫn thiết kế giống như là những con Ranger quay chắc hay là Ranger Raptor, vẫn là cái đầu kiểu oval đậm chất của Ford. Phía dưới này không, chúng ta thấy sơn cùng màu với lại xe và hệ thống đèn. Hệ thống đèn này chỉ là hệ thống đèn halogen thôi. Cái ưu điểm của halogen đó là chúng ta đi trong trời mưa hoặc là trời sương mù nó sẽ không có bị phản xạ ánh sáng. Nhưng mà nếu có đèn LED hoặc là đèn vi sinh sẽ thích hơn. Nhưng mà xe này xe thương mại mà, các chi phí này sẽ được cắt giảm để làm sao cho cái giá thành xe rẻ nhất. Đi đây thì không có cái đèn sương mù. Các bạn mà đi lấy về thì cũng nên lắp cái đèn sương mù, xe nó sẽ sáng hơn. Đây là hệ thống đèn, bạn thấy đó. Cái đèn của XS AT này nó chỉ là bóng halogen thôi. Thì mình đã độ cho anh chủ này lên cái bóng này là bóng bisonon, cho ánh sáng trắng rất là sáng nha các bạn. Và dưới đèn sương mù mình cũng đã độ lại bóng bisonon cho ánh sáng trắng nha các bạn. Đây các bạn thấy không, ánh sáng gọi rồi đằng trước rất là sáng luôn. Thì như vậy thì các bạn sẽ tự tin hơn khi mà chúng ta đi xa hay chúng ta đi tỉnh, ánh sáng phía trước sẽ sáng hơn rất là nhiều, tài xế sẽ rất là dễ quan sát ha các bạn. Đây phần đầu xe của Ranger XL thì được sơn cùng màu, cũng không khác gì so với phiên bản Ranger XLS. Các bạn thấy nó cũng rất là ok ha. Nó chỉ khác mỗi là Ranger XL sử dụng mâm thép và nó không có bệ bước đó các bạn thấy đó, bên hông nó không có bệ bước. Thì vấn đề này các bạn cũng không phải quá quan tâm nhiều. Bên mình có những cái mẫu bệ bước giống như Ranger XMS luôn. Các bạn cũng rất là dễ lựa chọn những cái kiểu dáng khác nhau để mình lắp trên xe. Đây là một cái xe mà mình đã lắp bệ bước cho một anh khách hàng. Đó các bạn thấy không? Bệ bước giống như Ranger XLT luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Nó cũng mạ chrome hai bên hông luôn. Ngoài ra thì mình cũng đã thêm cái chụp mâm cho cái chụp mâm của Ranger XL. Nó làm cho cái xe nó thời trang hơn rất là nhiều so với cái việc mà các bạn để nguyên bản cái mâm thép thì nó sẽ không có đẹp bằng giống như vậy đó. Thì cái phần đuôi xe, cái phần đèn chiếu hậu nó cũng giống như Ranger XL, nó chỉ khác mỗi chỗ thì Ranger XL nó không có cái cản sau. Thì cái vấn đề cản sau này bên mình cũng sẽ lắp thêm cho các bạn một cái cản sau mạ chrome ở phía sau luôn, cũng giống như Ranger XLT đó, các bạn thấy không, khá là đẹp không. Cái phần cản sau rất là chắc chắn đó. Cái linh kiện này bên mình đều là hàng rất là chất lượng, hàng chính hãng hết nha các bạn. Ngoài ra thì cái nắp thùng ở trên xe Ranger XL này bên mình cũng có thể lắp các dạng nắp thùng rất cực kỳ đa dạng. Đây là một dạng nắp thùng cao không đèn đó, cực kỳ liền lạc và ok, khá là đẹp nha các bạn đó. Thì phần nắp thùng phía sau thì chúng ta có thể lắp dạng có đèn và dạng không đèn. Đây là một dạng có đèn của anh chủ đã lắp trên xe Ranger. Thì cái mâm thì chúng ta có thể thay thế cái mâm của XL bằng XLS cũng rất là ok nha các bạn. Còn đây là cái kiểu nắp thùng thấp ha. Nắp thùng thấp thì có cái cây ti ở giữa mà chúng ta mở góc 45 độ nó sẽ cao hơn. Đây có cực kỳ nhiều cái màu khác nhau, chúng ta lắp nắp thùng loại nào thì chúng ta sẽ được sơn cái nắp thùng loại đó. Đây nghe chưa, cái nắp thùng loại này thì rất là thịnh ở bên mình đó, cực kỳ thể thao luôn. Cái xe Ranger XL mà chúng ta lắp hết những cái món phụ kiện giống như vậy thì nó cũng ra dáng một cái xe ngon lành cành đào giống như những dòng xe anh em Ranger khác. Còn cái này là cái dạng nắp cuộn. Cái dạng nắp cuộn bên mình thì các bạn cũng không phải cần phải lắp thanh thể thao ha, nó chỉ cần lắp nắp cuộn như vậy thôi. Nắp cuộn phải có cái mẫu như vậy thì nó mới lắp được, không là chúng ta phải có cái thanh thể thao ở trên thì mới lắp được cái dạng nắp cuộn. Đây nắp cuộn bên mình là nắp cuộn cao cấp, nhìn là biết cực kỳ chất lượng rồi đó. Ở ngoài ra thì cái lót thùng ở phía trong xe thì nó cũng không phải đi theo xe nha các bạn đó. Khi mà các bạn mua phụ kiện của xe Ranger XL thì các bạn phải lắp thêm cái tấm lót thùng ở phía bên trong nữa
cái lót thùng, cái nắp thùng đó, cái dán kiến, tất cả những cái chi tiết này bên mình đang có chương trình ưu đãi cực kỳ nhiều. Các bạn cứ alo, Zalo cho mình theo số điện thoại 0933 586 579 thì mình cũng có thể tặng hết những món này cho các bạn, tùy vào thời điểm nha các bạn. Đó, cái nắp thùng này là cái dạng nắp thùng của mình cũng hàng nhập luôn nha các bạn. Đây, nó ôm sát vào những cái thành xe, khung xe cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, cái phần nội thất của cái Wrangler XL thì nó cũng đã nâng cấp hơn rất là nhiều. Nó có kết nối Bluetooth trên xe luôn. Đó là chức năng rảnh tay, chúng ta kết nối, chúng ta nghe bản nhạc hay là chúng ta bắt điện thoại trên chính cái vô lăng của Wrangler XL luôn, cũng khá là tiện lợi. Đó, ngoài ra XL nó có cái chức năng rất là hay, đó là gài cầu điện, không gài cầu điện hai cầu với ba chế độ, một cầu nhanh, hai cầu chậm, hai cầu nhanh. Đó, phần nội thất của Wrangler XL này thì mình đã bọc lại da cho các anh chủ này luôn. Đó, da bên mình là da lỗ dày vậy coi à, đó nhìn khá là mượt. Mình nghĩ là chúng ta cũng nên lắp cái bộ ghế da cho nội thất, làm cho nội thất sang hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì mình cũng đã nâng cấp luôn cái màn hình 9 inch. Màn hình 9 inch này thì nó có chức năng dẫn đường Việt Nam Map, kết nối Bluetooth, cũng khá là nhiều chức năng. Ngoài ra thì nó cũng còn thêm chức năng nữa là camera da, và chúng ta có thể xem được DVD trên cái màn hình 9 inch này luôn, đúng không? Màn hình 9 inch này nó nhanh và nó mượt, rất là mượt, và cái loại này xài rất là ổn định, được bảo hành toàn quốc. Và các bạn cứ lắp vô đi xài, mà chứ các bạn thấy không ổn thì bên mình có đổi trả hàng trong vòng 7 ngày ha các bạn. Đây, còn đây là cái màn hình xem qua cổng USB, không? Da xe thì nhìn cực kỳ nét luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy đó, không? Rất là nét. Khi mà chúng ta lắp màn hình này thì mình nghĩ đa phần các xe hiện nay đều có lắp màn hình DVD hết, không? Nó vừa giá mềm mà mình nghĩ nó cũng đáp ứng cho chúng ta rất là nhiều chức năng. Ngoài cái việc mà da xe rất là tiện thì chúng ta còn có thể xem giải trí, dẫn đường Việt Map. Đó, đây là những cái chức năng cũng rất là cơ bản đối với một chiếc xe hơi hiện nay các bạn. Đó, cực kỳ tiện lợi luôn. Đây, thấy chưa, rất là tuyệt vời, mượt mà, ngon lành cành đào. Cái xe Wrangler XL này bên mình hiện nay đang bán với mức giá rất là tốt ha các bạn. Giá nó chỉ có 616 triệu thôi. Đó, cái phần nội thất ở phía sau đó. Phần nội thất ở phía sau. Phía sau thì mình cũng đã bọc da lại cho anh chủ này luôn. Mình có bể từ tay ở phía sau nha các bạn. Không, nội thất chúng ta bọc da lại hết. Nhìn cái xe nó mượt mà. Không còn ai nghĩ đây là một xe Wrangler XL khô khan nữa. Thì bên mình đã có nâng cấp hết tất cả các món. Cái giá của nó chỉ có 616 triệu thôi. Giá lăn bánh tại Sài Gòn ở tầm khoảng 660 triệu thôi. Và trong tháng này bên mình có rất nhiều chương trình ưu đãi khuyến mại hấp dẫn. Những món phụ kiện này các bạn cứ yên tâm mang tới bên mình. Bên mình lắp chính hãng và giá nó cũng rất là mềm. Không, cái nào tặng được cho các bạn của mình sẽ tặng luôn cho các bạn nha. Đó, rất là ngon, mượt mà. Về an toàn thì Wrangler XL vẫn có ABS, cân bằng điện tử, và tất cả những cái chỉnh bên đây đều là sử dụng chỉnh điện hết, cũng rất là đầy đủ phải không các bạn. Nhưng mà cái điểm mạnh của Wrangler XL này đó là cái tính thực dụng, cái sự khỏe khoắn của nó, và cái điểm mạnh của Wrangler XL này đó là cái sự thực dụng của nó. Một cái xe khỏe mạnh nhưng cái chi phí của nó cực kỳ thấp, chỉ có 616 triệu thôi ha. Vẫn mang dáng dấp của một xe Wrangler rất là tuyệt vời, dành cho những cái thằng đi thích đi công trường, dành cho những cái thằng cần một cái xe băng đường lội suối, cần một cái xe thực dụng đa năng đa dụng. Đó, đó là những cái mà chúng tôi giới thiệu nhanh về cái xe Wrangler XL như vậy. Nếu các bạn có ý kiến gì khác thì hãy comment bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi nhé. Đừng quên like, share, subscribe kênh của tôi để chúng ta gặp nhau ở clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.